Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghề truyện. Chúng ta lại cùng gặp nhau và theo dõi tiếp diễn biến tập 16 tác phẩm truyện Ranh Giới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Dù phòng ngăn đã bày biện xong, ông Chuẩn vẫn chưa ngồi vào ăn như mọi ngày. Hôm nay, cánh cổng ngôi biệt thự hoa hồng lại rộng mở, còn ông ra đợi trước hiên nhà. Không sốt ruột vì đợi chờ, ông cười sảng khoái khi nhớ đến bộ mặt ông xôi ra hôm trước. Có lẽ vì trường tộc họ Trần chẳng ngờ trôi dao có ngày đứt tay. Khi trước mặt nạ rơi xuống, ông biết từ nay giữa hai nhà chẳng còn gì liên hệ. Với ông, đón thằng cu cháu về đây đủ khiến ngôi biệt thự bừng lên sức sống. Nó khắc hẳn sự già nua cũ kỹ bên ngôi nhà ở đường khổng tử. Vừa thấy xe ô tô con do con gái cầm lái rẽ vào, ông vội ra đón hai mẹ con. Vẫn biết con gái bản lĩnh hơn người, nhưng sau những gì xảy ra đêm hôm trước, ông thấy để hai mẹ con sống nơi đó chẳng hề yên tâm mở cờ bế thằng cu trên tay bà giúp việc ông chuẩn vui sướng đi dọc con đường nhỏ dẫn tới bể bơi sau nhà khi người giúp việc vén mạnh rồi mở cửa ngôi từ đường ông thắp nén nhang rồi kính cáo tổ tiên họ hoàng cùng cụ lưu quan nghiêm dẫu thằng bé mang họ trần nhưng với ông cháu ngoại được đối xử như cháu nội vì không có sự phân biệt khi con gái trao thằng bé cho bà giúp việc ông chuẩn nhấc chai sâm panh đặt trong xô đá rồi phụt nắp thông thường vào những ngày trọng đại hay dịp đón chào năm mới lúc đó nhà ông thường bật nắp xâm panh để mọi người nâng cốc. Tối nay, dù vắng người, với ông việc con gái đưa cháu ngoài về sống tại ngôi biệt thự hoa hồng vẫn đáng để mở tiệc ăn mừng. Chạm cốc cùng con gái, ông Chuẩn vui vẻ như đón mừng năm mới. Khen con gái quyết đoán khi dùng súng nói chuyện với ba chồng, ông cho biết. Nhà họ Trần thù dai nhớ lâu. Bao năm rồi vẫn mãi quần quanh việc tìm kho báu. Thằng cô phát vượng còn hơn cả đống vàng, sao chẳng nhìn ra. Chẳng mấy khi được ăn tối cùng con gái. Vừa lúc con trai từ định tường ghé về Sài Gòn, vui miệng nên ông Chuẩn kể lại màn đối đáp cùng vị xui gia họ Trần. Với kinh nghiệm sống của mình, ông thấy họ Trần luôn có giá tâm, nên tránh xa càng tốt. Chẳng ai muốn con mình đi về lẻ bóng, nhưng vạn bất đắc dĩ chẳng thể cố được. Ông mong mọi xui xẻo ở lại năm cũ trước khi bước sang năm mới giáp thìn 1964. Đã lâu rồi, ngôi biệt thự hoa hồng lại rộn ràng tiếng cười nói tiếng trẻ con khóc khiến mọi thứ bừng lên sức sống chẳng còn thiết tha việc lấy vợ lần thứ ba nguyên do hai lần dính vào các cô ca sĩ phòng trà đều ngậm trái đắng buổi tối ông chuẩn sai người pha cà phê rồi ngồi nhâm nhi cùng hai người con với ông những giây phút đoàn tụ hiếm hoi vô cùng đáng quý trải qua những biến động của thời cuộc với ông sự bình an là điều quý giá nhất không còn tiếc khi nhận lại cổ phần rẻ quá nữa. Ông tự thấy tiền bạc chất đầy nhà phòng ích gì, rồi đến lúc nào đó sẽ nằm im lìm dưới ba thức đất như bao người khác. Vũ trụ tuần hoàn muôn đời vẫn thế, duy chỉ có những người nhiều tham vọng, chẳng hiểu rõ quy luật nên cả đời chịu khổ nhưng vẫn nghĩ là mình sướng. Chẳng vui mừng như ba của mình, đại tá Hoàng Thanh Mình cho biết có thể sẽ bị hội đồng tương lĩnh ép giải ngũ sớm, dù chẳng có bằng chứng cụ thể, một số tướng lĩnh vẫn cho rằng anh là người có cảm tình với nhà hậu ngô và không chọn phe vào ngày đầu tháng 11. Đang ở trong nhóm phụ tá cho trung tướng đồn, Hoàng Thanh Nga hứa sẽ nói giúp anh trai được tại nhiệm. Việc thêm ngôi sao chuẩn tướng chắc tạm thời chưa đến lượt. Khi cuộc sống gia đình riêng gặp chắc trở, cô biết chỉ có thể tin cậy ở gia đình hiện tại. Không hối tiếc cuộc hôn nhân, chẳng gì hạnh phúc hơn khi rũ bỏ vai trò làm dâu họ trần. Việc quay về ngôi biệt thự hoa hồng giúp cô nhanh chóng ổn định cuộc sống, chưa kể hàng ngày lái xe đến bộ tổng tham mưu gần hơn một đoạn đường. Biết anh trai không thích những cuộc hành quân tìm diệt cùng đám cô vấn Mỹ, Hoàng Thanh Nga gợi ý cho anh cô chuyển về nha quân Pháp. Không muốn ở vị trí nhạy cảm và đụng chạm, đại tá Hoàng Thanh Bình nói với em gái. Có lẽ anh xin giải ngũ, rồi chuyển qua làm kinh doanh sẽ hợp hơn. Tôn trọng ý kiến của anh trai, Hoàng Thanh Nga không muốn tranh luận thêm. Cô chứng kiến những cuộc đấu đá nên hiểu con đường binh nghiệp vốn đầy trong gai. Anh cô là mẫu người không chọn phe nên dễ bị cô lập làm việc ở vị trí tiếp xúc với nhiều tài liệu mật điều này giúp cô phần nào hình dung được sự can thiệp từ người mỹ nên cuộc chiến còn kéo dài nhà họ hoàng không kinh doanh buôn bán như nhà họ trần cô muốn anh trai làm giáo sư dạy trường đại học như vậy sẽ nhàn hơn rất nhiều xin phép lên nhà vì phải chăm cho giấc ngủ của cô phát vượng hoàng thanh nga vẫn muốn anh trai lưu ý tới việc đi dạy học thậm chí nếu vẫn muốn ở trong quân ngũ trường võ bì đà lạt là lựa chọn không tồi hai cha con ngồi uống cà phê cùng trầm ngâm suy nghĩ từ trước đến nay vốn luôn ngưỡng mộ các cụ tổ, trong suy nghĩ của mình, ông Hoàng Thanh Chuẩn luôn kỳ vọng có ngày con trai đeo đoan tướng. Dẫu biết thời thế đảo điên, với cấp hàm đại tá như hiện nay, con ông chỉ cần dướn thêm chút nữa là công thành danh toại. Chưa một lần ra bắc kể từ lúc sinh ra, ông vẫn biết lăng mộ cụ tổ là đô đốc Hoàng Thanh Chất được táng tận vùng tuyên quang. Trong cuộc sống thời hiện đại, dù tướng đeo lon chẳng hề giống cụ tổ cưỡi lưng ngựa cầm thanh đoạt hồn đa mở mang bờ cõi nhưng dẫu sao điều đó vẫn là niềm vinh dự không dễ gì có được. Chẳng cần nói đâu xa. Họ trần dù ganh ghét và đố kỵ, tuy vậy vẫn nể sợ khi hai con ông đều đeo non cấp tá. Bởi vậy dù có hai con rể là sĩ quan cảnh sát, ông Trần Tín Hào vẫn chẳng thấy hài lòng. Đặt chùm chìa khóa lên mặt bàn, ông Trần dặn con trai. Bà mua ngôi nhà ngay đường trình minh thế. Hiện nay ở đó cất giữ một số cổ vật. Em con đã nói như vậy. Con lừa một món làm quà ra mắt, tướng gì cũng chẳng thể chối từ khi quả giá trị tính vài ngàn mỹ kim. Khi thấy Châu đã ăn no, ông bần rong chuồng về kết thúc một ngày làm việc. Lúc về tới đầu bàn thấy một người đội mũ cối đạp xe trên con đường mấp mô. Dù chẳng cần nhìn rõ, ông vẫn biết đó là chủ tịch xã Bế Văn Tuần. Trời nhã nhem còn rời bàn, chỉ có họp ngay thị trấn. Sau đợt nổ súng nhưng nhờ ông Tuần có lời nên ông thoát nạn kể từ đó sự ác cảm của ông với vị cán bộ đã tan biến thấy con trai xách sâu cá vừa bắt ở suối cùng một bó củi về nhà ông bần gật gù về tán thưởng ngày xưa bằng tuổi con trai bây giờ ông phải thức khuya dậy sớm làm quần quật khi bước vào tuổi 16 đã trở thành thợ cây chính hiệu bán xong điếu thuốc lào trước khi vào ăn cơm ông bần xoa hai chân vào nhau để rũ sạch bùn đất rồi nhắc con trai sau lần hiểu lầm dạo trước bố thấy con bé xuân cũng ưa nhìn Thôi, tranh thủ đám trai bản tòng quân, mày xung phong tấn công đồn không có địch nhanh, kẻo đứa khác nẫng mất. Cờ trước áo ném vào chậu gỗ, Hoàng Thanh Tú thở dài. Bố làm như dễ lắm, nó chỉ thích bộ đội thôi. Ông Mần bực mình gắt, mày mặc bộ quân phục được cho hồi trước vào. Thời buổi này bộ đội còn lo chiến đấu, nào ai dành để dính vào yêu đương, ngồi đó mà kén cá chọn canh. Không mần lòng đến câu chuyện của hai bố con, bà vẫn dọn mâm cơm rồi dù cả nhà ăn cơm sớm nếu không trời sẽ tối sập dù bận dọn dẹp trong nhà tuy thế khi nghe chồng xúi con trai mặc bộ quần áo bộ đội tự dưng mà nhớ đến người con trai lớn ở ngoài chiến trường sau lần được ghé về thăm nhà trước khi vào năm chiến đấu con trai bà đi một mạch thấm thoát đã được 4 năm xét về thời gian bình thường thì 4 năm không quá dài nhưng nếu đong đếm những đêm trường nhớ con quãng thời gian dường như dài vô tận bình thường ban ngày bận làm việc không sao hễ mỗi khi đêm về nỗi nhớ lại khiến bà thao thức Bà hồi tưởng lại tuổi thơ của con cùng nhiều thứ khác. Do nhớ con nên mỗi khi bản làng đón Tết, bà chẳng còn cảm thấy sự hân hoan khi bước vào năm mới. Thay vào đó bà thường ngóng về phía con đường mòn dẫn vào bản. Dù không có nhiều tin tức, điều ăn nổi duy nhất là những thanh niên nhập ngũ vào năm chiến đấu. Hầu hết gia đình vẫn nhận được thư nhiều khi chậm nửa năm, còn hơn nhận giấy báo tử. Bà vẫn nhầm tính nếu không phải ra trận, năm nay Hoàng Thanh Tuấn 22 tuổi có thể lập gia đình được rồi ở vùng cao trong mộng về hà nội học đại học chỉ cần xin và làm công nhân lâm trường là có đủ chế độ tem phiếu của nhà nước dù không thích cách nói có phần bộ bã của chồng bà vẫn ủng hộ việc con trai sớm lập gia đình để ông bà có cháu bế cháu bồng chưa kể họ hoàng có người nối dõi tông đường cơm tối xong nhìn ra ngoài trời tối đen như mực vốn là người tiết kiệm nhưng ông mần đã lấy chiếc đèn pin rúi vào tay con trai vì theo ông cảnh đi tán gái cầm đuốc nhìn trà khắc mấy não đi soi ếch dưới xuôi Chiếc đèn pin được ông mua sau lần gấp thăm tại hợp tác xã. Việc mua đôi pin con thỏ kỳ công chẳng kém. Ở bản Na ngoài ông chủ tịch cùng cậu chủ nhiệm hợp tác xã hay dùng đèn pin, bà con đi lại trong đêm tối thường đốt đuốc soi đường. Pha xong ấm trà đắng, ông bần treo ngọn nền bão ngay trên đầu. Tối nay ông sẽ đọc cho vợ nghe mấy tờ báo cũ vừa mượn được như một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu. Thoáng nhìn con trai bước sang tuổi 16 cao lớn như thanh niên, đã vậy còn diện bộ quân phục, tay cầm đèn pin, Ông tùm tìm cười vì biết cô cậu ăn đứt mấy gã trai bạn vừa lớn. Ngày trước Ea đánh vần cả tối hết tờ báo. Từ ngày con trai lên đường nhập ngũ, ông bận đọc nhiều thành quen còn biết nhấn nhà ở những tin quan trọng. Có lẽ nhờ trời phú cho giọng tốt, hễ bà con xã viên nghỉ ngơi thường kêu ông đọc báo cho mọi người cùng nghe. Không giống như học sinh đọc chính tả, mỗi tờ báo thường dành một trang để đăng thơ. Khi đọc đến thơ, ông ngâm hay chẳng kém gì trên đài phát thanh. Đợi vợ rót trà ra hai chiếc chén, ông Bần chiêu một ngụm cho ngọt giọng rồi bắt đầu đọc báo. Trong ngôi nhà sàn giờ chỉ còn hai vợ chồng già, tiếng đọc báo của ông khiến không gian đỡ hưu quạch. Đọc báo nhiều nên có kinh nghiệm, đầu tiên ông Bần chọn tin sản xuất và nông nghiệp đọc trước, tiếp đến là bài viết về người tốt việc tốt và những phong trào hợp tác xã khắp miền Bắc. Với những tin chiến đấu ở trong chiến trường B, ông dành đọc sau cùng trước khi đi ngủ, bởi đó là tin hấp dẫn và quan trọng với hai vợ chồng già chẳng rõ con mình đóng quân và chiến đấu tận nơi nào vì chiến trường quá rộng lớn tuy vậy tin thắng trận khiến ông bà vui mừng y như con trai mình lập công khi những trang báo đã đọc hết ông bần chọn một bài thơ rồi ngâm nga lúc này vợ ông bắt đầu buông màn chuẩn bị đi ngủ dù tờ báo cũ phát hành từ một tuần trước với ông nó vẫn chứa đựng nhiều tin tức nóng hổi thấy vợ nhấp nhổm không yên ông biết chắc lo con trai gặp chuyện nên vội gạt đi dẫu sao ông chủ tịch xã đi họp chưa về đã mất công lo cho con trai. Ông pha ấm trà ngồi bên ngoài có ý đợi. Bắn chưa xong điếu thuốc lào, ông bần nghe thấy tiếng xe nạp lọc sọc, đồng thời con viện nhồm dậy sủa hóng. Ông liền cất tiếng mời. Trà ngon vừa pha, ông chủ tịch làm chén rồi về nghỉ chưa muộn. Vốn chẳng thích đối ẩm đêm khuya cùng cán bộ, chẳng có ông sợ con trai mình đang màn đồng cùng con gái ông chủ tịch xã nên dùng kế cầm chân. Tỏ ra mình là người quan tâm đến tình hình sản xuất, ông rất trà hỏi han chuyện trên trời dưới biển, cốt để ông bế bân tuần sao nhãn việc quay về nhà hai người đàn ông từng tham gia chiến dịch điện biên phủ trong vai trò khác nhau nhưng giờ đây họ đều cảm nhận rõ cái giá của hòa bình đắt đến nhường nào cả hai đều sinh ra trong gia đình bần cố nông cái đói cái nghèo đã thôi thúc họ tham gia cuộc kháng chiến thần thánh dù không có con trai như ông bần tuy vậy trên cương vị chủ tịch xã ông bế bân tuần khuyến khích con gái mình tham gia thanh niên sung phong việc này nhằm chi viện cho chiến trường miền nam khi nghe ông chủ tịch xã dốc bầu tâm sự Ông bận sợ con trai mình khéo xôi hỏng bỏng không nên nói ngay. Đàn ông con trai xông pha chiến trường bao năm cũng được. Làm thân con gái vào trong đó, khéo lúc quay về, trả con trứng mà để, trả bỏ. Ông bế ban tuần cau mặt chỉnh lại. Thời buổi nào rồi mà ông còn trọng nam khinh nữ. Đang tính dĩ hòa vi quý cho xong, ông bận thấy con trai vừa đi vừa huyết xáo vui vẻ từ con đường mòn vào nhà. Như vậy nhiệm vụ cầm chân ông chủ tịch xã đã hoàn thành. Hát chén trà đang uống dở xuống dưới gốc cây mật. Ông Bần nhìn bầu trời đầy sao rồi điềm nạm nói: "Thôi, khuya rồi, Mời ông chủ tịch về nghỉ kẻo muộn." Đợi con trai cởi bộ quân phục treo lên cột nhà, ông bần hỏi nhỏ việc tối nay có thuận lợi hơn không. Dù con trai không chịu nói nhưng nhìn nét mặt của cậu khiến ông thấy yên tâm chui vào màn đi ngủ. Thời gian trôi nhanh nên chẳng thể nói trước điều gì. Sau khi đón Tết, con ông sang tuổi 17, như vậy chẳng mấy lại lên đường nhập ngũ. Nằm mãi chẳng ngủ được, ông ngẫm thấy sự lo xa của vợ là có nguyên do nếu cả hai con trai vào nam chiến đấu ngôi nhà sàn chỉ còn hai vợ chồng già sẽ buồn hiu hắt trong đêm khuya tĩnh mịch ông bận nhớ lại lần được gặp cụ tổ là đô đốc hoàng thanh chất những lời cụ phán vẫn như hòn đá đè nặng tâm can suốt mấy năm con trai chiến đấu xa nhà ông luôn tâm niệm đức năng thắng số khi trời bắt đầu hửng sáng ông mình chìm vào giấc ngủ mặc cho chút nữa tiếng kèn sẽ vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đầu năm trời còn bốt giá, ông bần dù uống cốc trà nóng và bắn liền hai điếu thuốc lào vẫn thấy lạnh cóng tay. Việc nhà nông bao năm vẫn thế, tự dưng ông thấy ngại đụng tay đụng chân vào công việc. Ngồi dậy lưng vào gốc cây chám ông thấy câu, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, luôn đúng. Đã đến gần tuổi thất thập, nên việc cày ruộng không còn thích hợp, con trâu được hợp tác xã giao cho chăm sóc giờ ông truyền trả về đội chăn nuôi. Vợ ông cũng chẳng khá hơn, việc cây lúa phải nhường cho lớp trẻ do không thể nhanh nhẹn như trước. Và cái tuổi đáng ra được con cháu quây quần từ lâu, hiềm nỗi do lập gia đình muộn nên chẳng có đứa cháu nào khiến ông thấy buồn. Chuyển sang tổ ươm cây giống nên công việc nhẹ nhàng, ngạt nỗi khi sự hứng thú với công việc chẳng còn, vậy ông mỗi ngày rời nhà đến tổ ươm cây như một gánh nặng phải mang đang nhồi đất vào những giò tre đan thưa để sang cây. Ông Bần ngạc nhiên khi thấy chủ tịch xã đạp xe ghé vào, nhưng đầu giờ sáng không thấy chủ nhiệm thông báo. Bỏ qua những câu chào xã giao, ông bế Văn Tuần kéo ông Bần ra phía gốc cây trám có chuyện cần bàn bạc. Đứng đối diện nhau tận cuối vườn ươm, dù biết chắc không có ai quanh đây để nghe nỏm, ông bế Văn Tuần móc túi lấy bao thuốc lá điện biên mời ông Bần một điếu. Khi cả hai dứt xong hơi thuốc đầu tiên, ông Tuần im lặng hồi lâu, rồi bất chợt thông báo. Con gái ông cùng con trai ông bần đã đi quá giới hạn. Nếu chuyện này lộ bem sẽ thành trò cười cho dân bản. Lần đầu tiên được chủ tịch xã mời thuốc lá điện biên, ông bần đã dự cảm có việc quan trọng nhưng chẳng dám nói ngay sợ bị hớ. Ngay khi nghe được từ chính mồm ông chủ tịch xã nói ra, ông bần chỉ thiếu một điều hét to cho sung sướng. Chẳng cần so sánh với ai, ông biết rõ tuổi của mình phải có cháu nội từ lâu. Ngàn nỗi lập gia đình muộn vì nghèo nên phải sống cảnh cha già con cọc. Dụng công từ năm ngoái giúp con trai, Giờ tình yêu hai đứa đơm hoa kết trái khiến ông mừng hơn mắt được vàng. Chẳng cần giao trước đoán sau cho mệt, họ hoàng có thêm đứa cháu là niềm mong ước bấy lâu. Ông bần khả khái nói. Chúng nó thương nhau thì vợ chồng tôi sẽ sang nhà thư chuyện. Dù sao không chồng có chửa sẽ khổ một đời. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, ông bần nhìn theo vị chủ tịch xã đạp xe ra thị trấn họp mà lòng như mở hội. Đúng như câu con hơn cha là nhà có phúc. Ngày xưa 17 tuổi ông đâu có được tự quyết định số phận của mình. Giờ con ông được làm cha khi tuổi đời còn trẻ. Bù lại lúc bước vào tuổi trung niên sẽ ăn nhàn bên con cháu. Nghĩ đến cảnh được bế đứa cháu nội trên tay, ông bần chẳng thiết làm việc nên chưa hết giờ đã vội rời vườn ươm. Với ông, tuổi già đâu quan trọng công điểm hay phấn đấu gì nữa. Ông nhường hết cho lớp trẻ để mình sống đời an yên. Ngồi bán điếu thuốc lào trên nhà sàn đợi vợ, ông bần thấy điếu thuốc lá vừa hút nhạt phèo nên chả thích làm cái anh cán bộ nhiều khi hơn người chỉ ở mấy túi trà hồng đào hay bao thuốc điền biên. Ngoài ra công mông chẳng khách nào mõ làng thời trước. Nhác thấy vợ từ ngoài thị trấn về, trên tay ngoài bó rau và mớ tôm còn có mấy tờ báo cũ, món ăn vật chất không thể thiếu món ăn tinh thần khiến ông Bần gật gù về hài lòng. Kiên nhẫn đợi vợ nấu ăn xong đâu đó, ông Bần bưng hũ rượu mơ trong góc nhà rồi rót vào chiếc chén. Thông thường ông chỉ uống rượu khi có việc trọng đại. Bởi thế ông biết bà vợ đang ngạc nhiên, tuy chưa tiện hỏi. Uống cạn chén rượu, rồi đưa cây bằng mấy con tôm rang, ông khề khà kể lại cuộc nói chuyện cùng ông chủ tịch xã Bế Văn Tuần. Như vậy năm nay, nhà hậu Hoàng có đứa cháu nội đúng như mong ước. Cười khà khà vì sung sướng, ông bần nói giọng sảng khoái. <laughs> Thằng Tú nhà mình thế mà giỏi, đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Vốn là người chủ trương khuyến khích con trai lập gia đình sớm, bà vẫn mừng rơi nước mắt khi sắp được đón con dâu về sống chung dưới một mái nhà. Với ai, có thể bà không rõ, nhưng con gái ông Tuần là bế thị xuân, khiến bà ưng cái bụng. Không như chồng là người kinh, bà cùng con dâu tương lai đều là người tây nên hiểu nhau và dễ có sự đồng cảm. Việc cưới xin vốn là hệ trọng, dù hiện nay theo đời sống mới vẫn không được úi xùi. Nếu con dâu mang thai càng phải cưới sớm, bà nhầm tính mọi việc phải tiến hành ngay trong tháng kẻo muộn không có thời gian ngồi dung đùi uống rượu phần phơ như chồng, bà Vân chuẩn bị cành cao cùng chai rượu để tối ra nhà gái thư chuyện. Đương nhiên việc đôi trẻ chẳng thể thiếu mặt Hoàng Thanh Tú. Khi ông mặt trời khuất núi, ông mặc chiếc áo sơ mi trắng duy nhất cùng chiếc quần màu xanh công nhân. Đây là bộ quần áo ông chỉ diện một năm không quá hai lần. Con trai ông đã kịp giặt và phơi khô bộ quần áo bộ đội để mặc vào đi cùng. Giao con trai bu gà, ông cùng vợ thong dong đi trước, còn chó vệ thấy cả nhà rời đi, nó đứng ngay bậc cầu thang sủa hóng theo và muốn chạy theo. Tuy nhiên khi nghe tiếng ông bẩn quát đành cụp đuôi nằm hết mõm đợi. Buổi sáng vừa trao đổi, buổi tối đã thấy cả nhà ông bẩn kéo nhau sang nhà, khiến ông bế văn tuần ngạc nhiên và cảm động. Vốn sớm chịu cảnh gà trống nuôi con do vợ mất sớm, giờ chứng kiến con gái yên bề ra thất khiến ông tuần thấy an ủi được phần nào. Nhắc lại lời hứa dạo trước về việc sẽ tổ chức cho đôi trẻ đám cưới theo đời sống mới, ông không quên dặn con gái cùng con rể tương lai có vui duyên mới không được quên nhiệm vụ. Phụ nữ thường có cái nhìn khác cánh đàn ông. Trong lúc hai ông thông gia tương lai ngồi nói chuyện, bà Vân cùng bế thị Xuân vào góc nhà tâm sự riêng. Thông cảm với hoàn cảnh sớm mồ côi mẹ, bà muốn con dâu tương lai sống trong tình thương yêu của cả nhà chồng. Có thể những người đàn ông chẳng để ý, bà Vân hỏi han cặn kẽ để biết chính xác đứa bé trong bụng được mấy tháng. Khi đã có những thông tin cần thiết, bà Vân tư chuyện cùng bế Văn Tuần trước khi ra về. Theo tôi, sang tuần sẽ làm lễ ăn hỏi, sau đó vài ngày tổ chức cưới luôn cho gọn. Hai người đàn ông mắt tay nhau thật chặt, giờ đây họ như người một nhà bởi lễ cưới sẽ gắn kết tình thân. Tôn trọng ý định của thông gia, ông mình hứa sẽ không làm mâm cao cỗ đầy bởi đang thời buổi chiến tranh. Thực ra có muốn bày vẽ nhà ông cũng chẳng đủ lực, cưới theo nếp giống mới giản tiện nhưng vẫn đầm ấm vui vẻ. Trên đường quay về nhà, ông Bần vỗ vai con trai tấm tắc khen. <laughs> Thằng này thế mà giỏi, bằng tuổi mày bố bị lão địa chủ hào quát cho vãi đáy nếu làm không đúng ý xác định bị quất bằng roi mây rồi bỏ đói và tống vào chuồng trâu ngủ qua đêm hoàng thanh tú lần đầu được nghe nỗi thống khổ của bố mình dù đang lâng lâng vì sắp được lấy vợ cậu không quên hỏi về số phận của lão địa chủ hào độc ác và nhẫn tâm dù đang trong tâm trạng phấn khởi khi được hỏi về số phận kẻ từng đè đầu cưỡi cổ mình bao năm ông bần thở dài cho biết sau khi lôi ra đấu tố lão địa chủ hào đã bị dân quân sửa bắn ngay khi dân bản nạp bằng chìm trong giấc ngủ, bà Vân cùng ông Bần vẫn ngồi bên ngọn đèn bão đọc báo cho nhau nghe. Bỏ qua mấy trang về sản xuất, ông Bần hào hứng đọc tin chiến trận. Sau đó ông chọn ngâm luôn ba bài thơ một lúc. Buông màn xong, đợi chồng ngâm nốt bài thơ cuối. Bà Vân tấm tắc khen. Giọng ông chẳng kém gì văn công trung ương. Đã lâu rồi, dân bản nạp bằng lại được dựa đám cưới. Suốt mấy năm vừa qua, bà con thường đi dự đám ma của các cụ cao niên về với tổ tiên. Bởi vậy đám cưới là dịp để mọi người gặp nhau hàn huyên vui vẻ. Dù đã thống nhất tổ chức đám cưới theo lối sống mới, nhưng ông Bần thấy nếu không có đĩa thịt, bát canh cùng chai rượu sẽ nhạt miệng. Không có điều kiện làm mâm cao cỗ đầy, ông cùng con trai đi bắt cá suối về nướng vào buổi chiều hôm chuẩn bị đón dâu. Có cá nướng nhưng ông vẫn mạnh tay thịt nốt bốn con gà. Sau đó ông đi mời bà con ghé lên nhà sàn uống chén rượu chung vui trong mấy khi được ngồi cùng nhau ông trang tận nhà thông gia kéo ông bế văn tuần sang ngồi cùng ở nhà gái cô dâu cùng mấy bà thím lo tiếp khách là được rồi bữa cơm ngày vui trọng đại có gà luộc cá rán cùng lạc giang dù không quá sang trọng nhưng mọi người ngồi ăn uống nói chuyện nhiệt tình điểm chung của mấy vị trong bản hầu hết đều tham gia chiến dịch điện biên phủ bởi vậy câu chuyện rôm giả dạ cùng tiếng mời nhau không dứt chẳng quan cách như nhiều người khác Ông Bế Văn Tuấn uống rượu nói chuyện như những người thân trong một gia đình. Với đám cưới đặc biệt này, ngoài số thực phẩm của nhà trai, bà con ghé sang nhà đều mang theo chút thức ăn, bởi vậy nhìn tươm tất hơn hẳn. Tự mình rót thêm rượu cho thông gia, ông bần khoác vai vị chủ tịch xã rồi phấn khởi nói. Sau này bất luận sinh con trai hay con gái, tôi sẽ đặt tên cháu là Hòa Bình. Đó chẳng phải mong ước của bà con dân bản hay sao? Uống cạn chén rượu thứ hai, ông Bế Văn Tuần gật đầu tán thưởng đi họp trên huyện nhiều nên ông biết cái giá của hòa bình không hề rẻ bởi thấy đứa bé sinh ra được gửi gắm bao khát vọng của người từ miền xuôi lẫn miền ngược không say sưa như ở cánh đàn ông ở dưới nhà bà vẫn đổ xôi và nấu miếng ngồi ăn cùng cánh phụ nữ với lũ trẻ con chỉ cần nắm xôi bé là vui đùa cả tối dù ngọn lửa chiến tranh không lan tới bản nà phằn tuy vậy người mẹ nào có con đang chiến đấu đều có chung nỗi niềm phấp phòng Đám cưới gọn nhẹ nhưng ấm cúng. Bà vẫn nghĩ đến cảnh nhà thêm người nên vui mừng cả tối. Bà không còn cảm thấy buồn khi mấy bà trong bản dù ít tuổi hơn đã bế cháu đi chơi mỗi ngày. Thoáng buồn vì con lớn không kịp lấy vợ đã lên đường vào Nam chiến đấu. Giờ đây khi người con thứ lấy vợ, bà chỉ mong Hoàng Thanh Tuấn trở về bình an. Buổi tối ngồi ăn cùng bà con, tiếng cười nói như xua tan khó nhọc hàng ngày. Mọi người đều nóng lòng đợi ngày mai để chứng kiến cô dâu và chú rể sống đôi bên nhau chẳng cần nghe nói nhiều chỉ nhìn vào số chăn gối mang về nhà chồng dân bản sẽ biết cô dâu là người đảm đang hay vụng về khi trời đã về khuya vợ chồng ông bần tiễn người khách cuối cùng ra về bởi ông bà đêm nay đáng nhớ bởi sự nhiệt tình của bà con dân bản dù vợ con đi ngủ sớm ông bần dù uống vài chén rượu nhưng vui quá nên chẳng ngủ được cuối cùng những ước muốn của vợ thêm sự tính toán của ông đã đơm hoa kết trái đi bên cạnh con trai ôm bó hoa dơn ông mần tươi cười rạng rỡ và có phần hãnh diện bởi ngày xưa nghèo nên ông đâu có làm đám cưới như bây giờ nói đúng ra ông có làm mâm cơm thưa gửi với các cụ đã hạc giá vân du khi hết tuần hương ông với bà nghiễm nhiên nên duyên vợ chồng đám cưới con ông chủ tịch xã không dườm già như dưới xuôi do bà ngày nghỉ nên ông mượn sân ủy ban rồi căng tấm phong xanh có dán đôi bộ câu trắng cùng chữ lồng và ngày tháng năm là xong bình thường muốn có những hình như vậy bà con phải xuống thị xã mới có. Tuy vậy nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc, nên khoản căng phong chẳng cần thiết. Xét về tuổi thì cô dâu bế thị xuân đã 19 nên lập gia đình không sớm chẳng muộn. Chú rể Hoàng Thanh Tú 17 nên đã có vẻ hơi non, nhưng thể tất được vì trai thời loạn chẳng biết thế nào. Bước vào sân ủy ban, chẳng còn sự phân chia nhà trai hay nhà gái, tất cả đều là dân bản nà bằng nên mọi người chẳng cảm thấy xa lạ. Trái lại nhiều người thân nhau như anh em, khi kẹo bánh được bày ra, ông Mần thay mặt nhà trai có đôi lời phát biểu. Ngạt nỗi dù tốt dòng đọc báo ngâm thơ, khi đứng trước đám đông, tự dưng ông chẳng nói được câu nào tròn vành rõ chữ. Thông cảm với thông gia, ông chủ tịch xã Bế Vân Tuần đứng lên cảm ơn các ban ngành đoàn thể và không quên căn dặn con gái sống trọn đạo làm dâu. Khuyên con rể cần có trí tiến thủ để thành người có ích. Dân mà đã quen với bài phát biểu của ông chủ tịch xã, Mọi người vỗ tay rào rào, sau đó uống nước, ăn kẹo, nói cười rôm rả. Giá kể đám cưới có bánh pháo đốt hay tiết mục văn nghệ sẽ vui hơn rất nhiều. Tiếc là đang thời buổi chiến tranh, những người con của bản ra trận chưa biết sống chết thế nào, ở hậu phương tưng bừng quá sẽ cảm thấy có lỗi. Khi chú rể Hoàng Thanh Tú sánh bước cùng cô dâu Bế Thị Xuân về ngôi nhà sàn ngay đầu bản, phía sau hai người có bốn cô sơn nữ gánh chăn gối do cô dâu tự dệt vải rồi theo thùa mang về nhà chồng Ngày trước nếu nhà nào có điều kiện, của hồi môn cho con gái thường là con trâu hoặc đôi con nghé. Đời sống mới, nên ai cũng như ai, mấy con trâu mộng là của hợp tác xã, còn bà con dân bản chỉ nuôi dê, nuôi gà, như bao đời nay vẫn vậy. Cởi chiếc áo sơ mi trắng treo lên cột nhà, ông mình khoan khoái bắn điếu thuốc lào rồi mơ màng đến ngày lên trước ông nội. Cuộc sống còn đầy dẫy khó khăn, con trai và con dâu làm ruộng chỉ đủ ăn, tuy thế ông chẳng quá lo no lắng, bởi có làm khác có ăn, chẳng than thân trách vận. Với người bao năm đi ở đợ như ông, tất cả những vất vả rồi sẽ qua. Thêm một người khiến ngôi nhà sàn phải phân chia lại. Vợ chồng con cái nằm ở phía trong và ngăn cách bởi tấm vải căng làm ri đô. Với số chân gối mang về nhà chồng, con dâu ông thực hiện đúng phong tục của người Tây. Ngẫm thấy nhà mình đông đúc, sau có thêm tiếng khóc của trẻ thơ sẽ không gì vui bằng. Ông thấy buồn cho nhà thông gia bởi có mấy muộn con gái gả đi lấy chồng. Khéo khi ông mặt trời khuất núi, bên đó mình ông bế văn tuần lùi thủi hết đêm việc lớn đã xong ngồi dựa lưng vào cột bắn điếu thuốc lào thấy con trai quần quanh bên cô vợ vừa cưới ông bần tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm dẫu sao bây giờ còn sớm và nhiều việc cần làm chỉ tay về phía con đường dẫn ra thị trấn ông nhắc con trai hãy xin làm công nhân lâm trường ít ra ngoài chế độ tem phiếu và lương hàng tháng cái danh công nhân nghe vẫn hơn là xã viên hợp tác xã Thấy con trai tỏ vẻ ngầm ngừng, ông thở dài vì đoán anh cu chàng mới lấy vợ nên còn bện hơi. Ai ngờ tranh thủ lúc vợ đi xuống dưới nhà, con thấy ông đã nói ngay ý định của mình. Con vẫn làm cho hợp tác xã lấy công điểm, sang năm tròn 18 sẽ xin đi lính vào Nam chiến đấu. Biết đâu trong đó gặp được anh Tuấn nhà mình. Không muốn làm con trai kém vui, ông bần khẽ thở dài vì biết chiến tranh đâu phải như việc đám trai bản vác súng kíp vào rừng. Ngày còn làm dân công hỏa tuyến, ngoài việc chở gạo và nhung yếu phẩm, Ông đã từng cán thương binh nên hiểu rõ sự tàn khốc của nó. Những hình ảnh thương binh bị mảnh bom cứa đứt chân, những người bị cắt tay do bị thương nặng khiến ông thấy ám ảnh. Tuy nhiên có một điều ông chẳng muốn thuật lại. Cả địch lẫn ta đều hy sinh vô số kể, bởi vậy sự tàn khốc của chiến tranh chẳng thể đong đếm. Thấy con trai hâm hở với dự định nhập ngũ, ông tạc lưỡi hy vọng ông thông gia sẽ cho cậu con rể lời khuyên hữu ích, bởi ông ấy từng tham gia chiến đấu ở lòng trào Điện Biên. Ngồi nhầm tính nếu con dâu sinh được thằng cu năm nay, thì ông thấy mãn nguyện Dù mới học xong lớp bình dân học vụ trong mấy tháng Ông Bần vẫn biết Trai đinh mùi 1967 Sẽ tốt số hơn tuổi mậu thân Năm 1968 Đợi cho hai chiếc cán gáo bay về căn cứ Hoàng Thanh Tuấn rời vị trí phục kích Để quay về cứ Do không tuần lợi để nổ súng Anh quyết định đợi dịp khác tuần lợi hơn Không còn là chàng tân binh như ngày nào Sáu năm lăn lộn các chiến trường đã giúp cho Hoàng Thanh Tuấn trở thành một người lính dạn dày xương gió và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ngay khi được kết nạp đảng, anh vừa viết thư báo tin vui về gia đình. Dẫu vậy việc thư về đến bản nạp chắc chắn phải mất nửa năm, chưa kể giao liên binh trạm nhiều khi hy sinh dưới làn bom của không quân Mỹ. Không giống như hồi đầu nhập ngũ, ngày đó người Mỹ trong vai trò cố vấn quân sự hoặc lái máy bay giải bom và chất diệt cỏ dọc trường Sơn giờ đây họ đổ quân thăm chiến trực tiếp nên cuộc chiến đấu cam go và ác liệt hơn chưa kể sự hy sinh tăng dần qua từng trận đánh khiến đơn vị liên tục bổ sung quân số sau những trận chiến trực diện với thủy quân lục chiến hoa kỳ hoàng thanh tuấn không ít lần chạm chắn với các sắc lính của bên việt nam cộng hòa bằng kinh nghiệm của mình anh đã chỉ huy tiểu đội bám trụ kiên cường ở những vùng giáp danh sau trận chiến cam go và cấm cờ tại cứ điểm a sầu hoàng thanh tuấn được cấp trên điều vào miền đông nam bộ không giống như những trận chiến trước đây anh chút bỏ bộ quân phục để mặc bộ bà ba đen và khoác trước khăn rằn chiến đấu dưới sự lãnh đạo của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam môi trường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang không giống như chiến trường b từ một chàng trai miền núi giờ đây anh trèo xuồng ba lá và nằm im dưới đám lục bình xuôi theo con nước ngay sát những giang thuyền của lực lượng tuần duyên việt nam cộng hòa chưa kể máy bay trực thăng cán gáo bay lượn phía trên sẵn sàng nhà đạn khi hoạt động tại định tường hoàng thanh tuấn bất ngờ bị viên đại tá hoàng thanh bình cùng họ và trùng tên đệm mặc dù khi vượt qua bí tuyến vào tần đây anh được đặt bằng tên là hai bằng theo lời ông nội khi còn sống từng kể lại họ hoàng thuộc chi trưởng đã phiêu giạt vào gia định thành từ thời vua minh mạng tiếc là thời thế đổi thay khiến mọi thông tin đều đứt gãy chẳng lên mạch chấp nhận bỏ lại ba lô cùng tất cả giấy tờ đại miền bắc hoàng thanh tuấn quen dần với cái tên hai bắc nghe dân dã đúng chất nam bộ Việc chọn tên đều có nguyên do. Không giống như ngoài Bắc là con cả nên trong này gọi là anh hai. Còn tên bằng gợi nhớ về quê hương cao bằng, nơi có mẹ anh ngồi trên nhà sàn ngóng tin. Đàn ông tưởng mạnh mẽ. Anh biết bố mình thường ẩn giấu nỗi niềm sau làn khói thuốc lào. Khi tiễn anh lên đường, có lẽ ông chẳng ngờ con trai đang áp sát Sài Gòn hoa đệ. Thuộc lòng câu sinh Bắc tử Nam, do bên tâm lý chiến của đối phương tung ra. Tuy vậy nhiều lúc nhớ về quê nhà, Hoàng Thanh Tuấn không rõ đến bao giờ được đặt chân lên chín bậc cầu thang của ngôi nhà sàn yêu dấu. Kể từ lá thư cuối cùng gửi về gia đình khi nằm dưỡng thương ở binh trạm, giờ đây anh phải giấu thân phận và nói giọng miền Nam như một người nông dân miệt vườn thứ thiệt. Đêm nay nhận lệnh về cứ họp, anh hồi hộp không biết sắp có trận đánh lớn hay không, bởi thế rằng co đã kéo dài, trong khi nhiều nơi muốn vùng lên phá bỏ ấp chiến lược. Tranh thủ ăn bát hồ tiếu nót dạ. Hoàng Thanh Tuấn lặng lẽ đến cuộc họp do người giao liên dẫn đường. Trong đêm tối, thỉnh thoảng có pháo sáng bắn phụt lên trời. Tiếng súng lẫn tiếng đại bác từ xa vọng lại. Điều này báo hiệu có trận công đồn đang diễn ra. Dù bên ngũ giác đài điều tới nửa triệu quân sang miền Nam cùng viện trợ quân sự khổng lồ, Hoàng Thanh Tuấn vẫn tin vào chiến thắng cuối cùng. Ba người lặng lẽ bước tới một căn nhà lá đơn sơ, nhiều khi chỉ cần mồi lửa khiến mọi thứ trở thành cho tàn trong khoảnh khắc cô giáo liên cầm súng đứng cạnh bên ngoài hoàng thanh tuấn cùng một đồng đội có tên út hoài bước vào dự họp do cuộc họp quan trọng hoàng thanh tuấn hồi hộp vì được gặp cấp trên trực tiếp người đã tiếp nhận anh từ ngày đầu vào nam ông được mọi người gọi là sáu vinh nhưng giống cái tên hai bằng của anh anh biết đó chỉ là tên khi hoạt động trước những họng súng của quân đội cảnh sát việt nam cộng hòa sau vài câu thăm hỏi ông sáu vinh cho biết giờ đây không còn bám thắt lưng địch để đánh việc luồn sâu vào nội đô Sài Gòn cùng các đô thị được cấp trên tính đến. Không để cho Hoàng Thanh Tuấn cùng út hoài phải đợi lâu. Ông Sáu Vinh trải tấm bản đồ Sài Gòn rồi chỉ tay những vị trí khoanh mực đỏ, ông điểm đạm nói. Hai đồng chí sẽ ló đổ trong nội đô, tạm thời hai bằng sẽ vô làm công nhân tại nhà máy tàu vị yểu trần gia. Út Hoài sẽ bán nước sinh tố gần tòa Đại sứ quán Mỹ. Giao cho cả vợ chồng già những giấy tờ cần thiết được cấp bởi tổng nha cảnh sát Ông giáo vinh căn dặn hai người quan sát kỹ mọi biến động ở Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đài Phát Thanh cùng Tòa Đại sứ Mỹ để tiện cho công việc. Người của ta sẽ bố trí hai bằng làm chân phụ xe chở hàng, như vậy không bị gò bó thời gian trong sườn sản xuất. Mọi kênh liên lạc sẽ được thiết lập sau nhằm tránh nghi ngờ của lực lượng cảnh sát chìm. Dù sao với bản lý lịch là người gốc hoa, việc làm ở nhà máy tàu vị yếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kể vào bọc chắc chắn sẽ khiến nhiệm vụ được giao thành công hơn nhớ út hoài tận tình chỉ bảo giờ đây hai bằng tự tin nói giọng miền nam có âm hưởng và phương ngữ của dân đà nẵng điều này phù hợp với giấy tờ được cấp dù không rõ cấp trên sẽ giao việc gì nhưng hai bằng hiểu rõ việc chui sâu vào hàng ngũ đối phương do những chiến sĩ tình báo được đào tạo bài bản đảm nhiệm việc của anh cùng cô bờ hờ liên quan đến vòng ngoài để tạo thành nhiều tầng lớp khiến đối phương không sao bóc gỡ được dù có bị chỉ điểm bởi những kẻ chiêu hồi không chọn đầu giờ sáng hay bị kiểm tra gắt gao gần trưa hai bằng quấn điếu thuốc dê cùng vợ là út hoài bắt xe đỏ về sài gòn nhìn dáng vẻ lam lũ của hai người dù có soi mói đến đâu hành khách vẫn nhận ra họ thuộc giới cần lao lần đầu tiên được ngắm con đường quốc lộ với những trạm kiểm soát bố trí so le nhau hễ mỗi lần cảnh sát lên kiểm tra ngay lập tức hai bà ngồi co chân trên ghế còn miệng vẫn ngầm màu thuốc dê đã tắt từ bao giờ xe đỏ y ạch chạy đến khi vô sài gòn trời nhá nhem tối út hoài mua hai ổ bánh mì cùng hai bằng vừa đi vừa ăn một cách ngon lành họ chẳng cần xua tay cũng không có chiếc xích lô nào mời lên xe bởi nhìn họ đủ biết thuộc dạng nghèo mạt dẹp bước chân vào phòng trọ ẩm mốc cách không xa nhà máy tàu vị yểu nhìn căn phòng chỉ có một bóng đèn đỏ quạch nhưng chẳng có quạt điện hai bằng tặc lưỡi vì so với những nơi anh từng ngủ trong thời gian qua nơi đây vẫn tươm chán sau khi dội xô nước vào người cho mắt anh ý tứ mang ghế ra cửa ngồi hóng gió để út hoài tắm gội. Vợ chồng hờ nên khi thấy cánh cửa phòng tắm bung mất một nửa, anh biết trước khi đi làm sẽ phải sửa lại cho kín đáo hơn. Đợi khi trời khuya mát hơn hồi tối, hai bằng ôm gối nằm dưới nền nhà, anh nhường chiếc giường duy nhất cho cô vợ hờ là út hoài. Nằm mãi không sao ngủ được, tự dưng Hoàng Thanh Tuấn nhớ đến lời mẹ mình dục lấy vợ sớm. Anh không rõ bà nghĩ gì khi biết con trai đang ngon giấc với một cô vợ người Mỹ Tho chính hiệu tiếc là vợ hờ. Buổi sáng đầu tiên đến nhà máy tàu vị yểu hai bằng được đích thân ông chủ Trần Tiến Minh coi hồ sơ, rồi phân về đội vận chuyển sản phẩm đóng chai đi các tỉnh để tiêu thụ. Do không biết lái xe nên anh ngồi ghế phụ. Nó đúng hơn là chân bốc vác hàng trong lúc lái xe ngồi đọc báo hay nghe ca nhạc. Sau khi ký vào tờ giấy được soạn sẵn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa, lúc này hai bằng được ông chủ Trần Tiến Minh dặn dò. Nhớ làm việc cho tốt rồi lo cho gia đình, Vô công dỗi nghề dễ bị bắt đi quân dịch là mệt đó. Ngắm Sài Gòn qua cabin xe chở hàng, hai bà ngỡ ngàng về sự phồn hoa đô hội của nó. Chàng trách báo chí gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, không thiếu thốn như ở bản nạp quê anh. Ở đây hàng hóa ngập tràn cùng các loại hình giải trí phục vụ đội quân Viễn Trinh. Bên cạnh những đường phố rộng thanh thang với đủ loại ô tô, xe máy cùng các xác lính quân đội Mỹ và lực lượng Việt Nam Cộng Hòa còn một Sài Gòn khác chật trội, nhích nhác vốn dành cho giới cần lao ngay trong những con hẻm nhỏ. Bức tranh tương phản khác hẳn quê anh, nơi mọi người có mức sống tương đồng. Vẫn biết mọi so sánh đều khập khiễng, hai bảng ước ngày về thăm nhà sẽ mua tặng mẹ trục chất bát nhựa, cùng mấy kết chậu và rồ nhựa xanh đỏ. Như vậy bố anh đỡ phải ngồi đan rổ. Thời gian đó ngồi thành thơi bên ấm trà có lẽ tốt hơn. Dẫu sao, khi hòa nhập cuộc sống nơi đây, anh biết có quá nhiều cám dỗ về vật chất bởi vậy không hiếm người đã gia nhập hàng ngũ của những kẻ chiêu hồi hoạt động ngay trung tâm đầu não của chính quyền sài gòn chỉ một sơ suất cũng phải trả giá đắt tuy thế kỷ niệm về những năm tháng ở quê vẫn không phai mờ khi theo xe để khuân hàng vào sạp tại các chợ đầu mối hai bằng phần nào cảm nhận được cuộc sống nơi đô thị công việc với anh chẳng có gì nặng nhọc bữa trưa thường tiện đâu ăn đấy với một đĩa cơm cùng tô canh hai bằng thấy ngon miệng bởi nhiều năm lăn lộn chiến trường anh biết đồng đội của mình nhiều khi chẳng kịp có miếng chín vào miệng sau 3 tháng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, anh hình dung được phần nào công việc của mình bởi những chuyến hàng chở nước tương đi các tỉnh, khi về ngoài nguyên liệu còn có vũ khí được ngụy trang. Tuy số lượng mỗi lần truyền vào đô thành không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại. Và còn nhiều nguồn khác nhau. Dự cảm về trận đánh lớn khiến anh cảm thấy phấn khích. Như vậy, ngày Bắc Nam Thống Nhất chẳng còn bao xa. Bên cạnh những người hoạt động như mình, hai bằng biết có đội ngũ biệt động Sài Gòn, có nhiệm vụ tập kích vào các cơ sở quân đội Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng Hòa. Chính những chiến công của họ khiến người Mỹ và giới lãnh đạo Sài Gòn hiểu chẳng có nơi nào an toàn. Và làm cho nhà máy tàu vị yểu Trần Gia có nhiều lợi thế, nhờ hai người anh rể của ông chủ Trần Tiến Minh là sĩ quan bên Tổng Nha Cảnh sát. Bởi vậy mọi giấy tờ đi đường đều hợp lệ và ít bị trần lại. Trong lúc hai bằng lo vận chuyển vũ khí, người vợ hờ của anh là Út Hoài đảm nhận việc móc nối nơi cất giấu tại những điểm bí mật. Nhớ đến lời căn dặn của thủ trưởng Sáu Vinh về việc vào nội đô lót ổ, anh dự cảm ngày mua quà mang về chẳng còn bao xa. Nhiều đêm nằm trong căn nhà cũ nát, anh nhớ về ngôi nhà sàn nơi bà Na cùng bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Sống ở vùng cao nên không khí thoáng mát, hai bằng nhớ đến những lần vào rừng đặt bẫy thú những buổi vui đùa cùng các sơn nữ nhưng chẳng dám ngỏ lời do bản tính nhút nhát hải trang lên đường vào nam chiến đấu của anh chẳng có lá thư hay chiếc khăn tay của người con gái nào tặng sống làm việc dưới vỏ bọc người có gia đình đều khiến anh cảm thấy an ủi bởi có út hoài để tâm sự và trải nỗi lòng dù có mô tả chi tiết anh biết út hoài chẳng thể cảm nhận được cái lạnh tê tái ở vùng cao dẫu sao trong này chỉ có hai mùa mưa nắng Tự nhiên nói về bốn mùa xứ Bắc là điều khó hình dung với người sinh ra ở miền Đông Nam Bộ. Đợi người tài xế đánh xe vào sân nhà máy, hai bằng rời cabin với mấy tờ báo cũ. Anh lấy gạch trăn và bánh xe để kết thúc một ngày làm việc. Dù ở căn nhà trọ có tiếc đài National cũ mua được của mấy bà ve chai rồi đem sửa, hai bằng vẫn thích đọc báo hơn. Thậm chí hôm nào út hoài muốn nghe, anh pha cà phê rồi chậm rãi đọc cho cô. Dân sống trong hẻm đi ngang qua nhìn cảnh hai vợ chồng đầm ấm họ đâu biết đọc báo là cách để anh luyện giọng miền nam cho chuẩn vốn là người uốn nắn cách phát âm buổi tối nghe đọc báo nhưng út hoài không quên góp ý cuộc sống trong hẻm dù xô bồ tuy vậy nó giúp cả hai hòa nhập và tránh được tai mắt của lực lượng cảnh sát chìm khi mọi nhà dán mắt coi vô tuyến hai người dùng tiếng lắm để trao đổi công việc vận chuyển vũ khí chẳng cần sổ ghi chép hay chiếc bút máy mọi con số mà kế hoạch đều được ghi nhớ trong đầu thực hiện đúng kế hoạch cấp trên giao phó hai bằng giờ đây thông thả mọi con đường dẫn đến đài phát thanh tổng nhà cảnh sát tòa đại sứ mỹ và bộ tổng tham mưu của quân lực việt nam cộng hòa khi bước một đã vượt qua hai bằng tìm hiểu về ông chủ trần Tiễn minh thông qua những câu chuyện của người lái xe họ trần không chỉ có nhà máy tàu vị yêu ở đường khổng tử ở vò vấp họ còn có một nhà máy chế biến mù cao su ngoài ra họ còn góp cổ phần trong những dòng bạc ở khu đại thế giới cùng nhiều hoạt động ngầm khác trong thời gian theo xe chở hàng, hai bằng đã từng ghé ngôi biệt thự cổ có lối kiến trúc đặc trưng của người Hoa để chờ đồ. Thân phụ của ông chủ Trần Tiến Minh vốn là người gây dựng cơ nghiệp và mở hai nhà máy. Giờ đây dù lui về phía sau, nhưng vẫn chỉ đạo mọi hoạt động khi cần thiết. Gần nửa năm theo xe hàng chở nước tương tàu vị yểu, theo phán đoán của mình, hai bằng thấy nếu áp tải xe chở mùa cao su dễ vận chuyển vũ khí hơn, trước kể cung đường tới các đồn điền cao su luôn có cơ sở nằm vùng hỗ trợ. Thông qua út hoài, anh đề xuất kế hoạch tiếp cận ông già Trần Tiến Hào để thực hiện bước tiếp theo. Khi nhận được sự chấp thuận của cấp trên, anh để tâm chọn thời cơ thích hợp vì không thể xuất hiện đột ngột. Chưa từng tiếp xúc với người sáng lập ra nhà máy tàu vị yểu Trần Gia. Anh vẫn biết ông ý nổi tiếng đa nghi như tào tháo. Chờ hai cây tùng la hán vào trong sân ngôi biệt thự, hai bạn cùng người lái xe và hai công nhân khiêng cây kiển quý đặt đúng vị trí gần mấy tàng đá phong thủy. Khi công việc hoàn thành, bốn người được ông Trần Tiến Hảo mời uống laze để lạnh. Khi thấy ông chủ hỏi thăm vài câu, hai bằng quẹt tay, lau mồ hôi rồi trình bày. Bà ông chủ, nhà con tần gò vấp nên hàng ngày đi làm hơi xa, giá kể làm gần nhà đỡ nhọc hơn một chút. Cậu có muốn làm việc tại nhà máy chế biến mũ cao su gần đó không? Mà cho người lái xe tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mình xin chuyển về gò vấp, lúc ngồi trên cabin quay về nhà máy, hai bằng nại ra lý do vợ muốn về sống gần nhà ngoại ở đó Dẫu sao ở đâu anh vẫn làm thuê cho dòng họ Trần. Cùng cảnh làm công ăn lương, người lái xe gật đầu khi thấy hai bằng nói không sai. Ông chỉ tiếc vì không còn người phụ xe tháo vát và năng nổ. Đợi xe dừng lại trước dãy nhà kho, hai bằng tự tin bước vào dãy nhà văn phòng rồi lên lầu gặp ông chủ Trần Tiễn Minh. Cảnh lái xe vốn thảo tin, làm được một thời gian đủ đâu, hai bằng đã biết ông chủ đi tu nghiệp luật sư bên Mỹ trở về. Đám cưới của hai nhà họ Hoàng và họ Trần được coi là lớn nhất khu chợ lớn hồi đó. Anh được người lái xe kể rõ, bà chủ xuất thân gia đình danh giá, hiện đau non thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếc là lấy nhau chẳng được bao lâu, vợ chồng họ đã được ngay nấy đi. Chuyện riêng của ông chủ chẳng khiến anh bận tâm, nhưng thông tin bà vợ là thiếu tá Hoàng Thanh Nga khiến hai bằng chú ý, bởi nếu đúng như lời cánh lái xe, phu nhân của ông chủ đem gái đại tá Hoàng Thanh Bình ở dưới định tường, chưa có thời gian tìm hiểu về gia tộc họ Hoàng. Tuy vậy hai bằng thấy so với họ Hoàng sống tại Cao Bằng, họ khác xa một trời một vực. Ngày trước khi còn ở nhà, bố anh đã từng than vãn do cái tên Hoàng Thanh Bần nó vận vào người nên cả đời nghèo khổ. Bởi thế anh có ông chú ruột là Hoàng Thanh Hàn đã bỏ xứ đi từ lâu, chẳng có ngày gặp mặt. Khi ông chủ Trần Tiến Minh nói chuyện điện thoại xong, hai bằng bước vào lễ phép thuật lại việc mình được chấp nhận chuyển sang nhà máy chế biến mủ cao su dưới gò vấp cho gần nhà. Sau một cuộc điện thoại gọi sang nhà máy, ông chủ Trần Tiến Minh viết mấy dòng vào tờ giấy, đưa cho hai bằng rồi căn dặn. Sáng mai, anh đến gặp quản lý Huỳnh dưới gò vấp để làm việc ngay. Nhớ đừng phụ tấm lòng của ba tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Đánh Giới. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.